Xin chào tất cả các em. Sau đây cô xin hướng dẫn các em đến với nội dung của bài số 15 trong chương trình tiếng Anh lớp 7 Going Out. Và ở trong phần A này mình sẽ tìm hiểu với nội dung là video games. Chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên. Ở phần bài tập đầu tiên người ta yêu cầu mình listen. Trước khi đi vào bài nghe thì cô sẽ cung cấp một vài từ vựng xuất hiện trong đoạn đối thoại mà chúng ta sẽ nghe. Cô có từ đầu tiên amusement center. Ok, amusement center, các em có thể quan sát lên bức hình này. Đây là bức hình mà cô trích trong sách giáo khoa của chúng ta ra ha, với tên là trung tâm vui chơi vũ trụ bay, đúng không nào? Chúng ta có thể nhìn thấy chữ vũ trụ bay ở trên màn hình. Thì mình có amusement center chính là trung tâm vui chơi giải trí, được chưa nào? Tiếp theo cô có từ arcade. Ok, arcade. Arcade là hình ảnh như thế này, chúng ta có thể quan sát được. Đây là trích dẫn từ nhiều hình ảnh của một khu trung tâm giải trí cùng với những cái trò chơi mà mình sẽ được tham gia ở đây. Thì từ arcade này nói chung là khu vui chơi hoặc là khu bán hàng mà có mái vòm nữa thì người ta đều dùng từ arcade này. Khu có tính từ addictive. Ok, addictive. Thông thường mình gặp trong tính từ nó sẽ mang nghĩa là có tính gây nghiện. Còn nếu như chúng ta để ý trong những cái đồ ăn đóng hộp á, thì người ta hay có sử dụng chất phụ gia ha, thì người ta sẽ sử dụng từ addictive. Ok, như vậy có 3 từ này xuất hiện trong phần nội dung của bài đọc, bài nghe mà chúng ta sẽ nghe. Bây giờ các em quan sát lên nội dung tiếp theo. Ở phần này người ta sẽ yêu cầu mình là listen then practice with a partner. Chúng ta sẽ lắng nghe hội thoại này và sẽ thực hành với bạn của mình. Bây giờ chúng ta hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe nhé. Unit 15. Going out. A. Video games. 1. Listen, then practice with a partner. Where are you going, ma'am? I'm going to the amusement center. I'm going to play video games there. How often do you go? Not often. About once a week. Isn't it expensive? Not really. I usually stay for about an hour. I don't spend much. You must be careful. Video games can be addictive. Don't spend too much of your time in the arcade. Don't worry, I won't. I have a lot of homework to do tonight, so I can only play games for a short time. Rồi, vậy là mình vừa mới lắng nghe đoạn hội thoại giữa bạn Lan và bạn Nam, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành đọc lại và xem hai bạn này nói gì nhé. Where are you going, Nam? I'm going to the amusement center. I'm going to play video games there. How often do you go? Not often, about once a week. Isn't it expensive? Not really. I usually stay for an hour. I don't spend much. You must be careful. Video games can be addictive. Don't spend too much of your time in the arcade. Don't worry, I won't. I have a lot of homework to do tonight, so I can only play games for a short time. Bạn Lan hỏi bạn Nam, đúng không nào? Cậu đang đi đâu vậy? Mình đang đi đến trung tâm vui chơi giải trí. Mình sẽ đi chơi trò chơi điện tử ở đây. Bạn có thường đi đến đây không? Không thường xuyên, khoảng một tuần. Nó không đắt à? Không thực sự là nó đắt. Mình thường dành ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ và mình không có dành nhiều thời gian ở đây. Bạn phải cẩn thận đấy. Chơi trò chơi điện tử có thể gây nghiện. Đừng dành quá nhiều thời gian của bạn vào những cái khu vui chơi ha. Đừng lo, mình biết mình sẽ không làm như vậy đâu. Mình có rất là nhiều bài tập phải làm tối nay. Vì vậy mình sẽ chỉ chơi game trong thời gian ngắn thôi. Đây là đoạn hội thoại giữa Lan và Nam. Vậy thì sau khi mình đọc và nắm được nội dung thì sẽ thực hiện phần câu hỏi ở đây. Chúng ta hãy quan sát phần answer the question. Ở đây có tất cả 7 câu hỏi, đúng không nào? Chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu một. Where is Nam going?
câu hỏi này hỏi Nam đang đi đâu, đúng không nào? Và trong nội dung thì bạn Lan hỏi bạn Nam trả lời như thế nào? I am going to the amusement center. Vậy thì mình sẽ trả lời câu này là he is going to the amusement center. What is he going to do? Anh ấy sẽ định làm gì đây? He is going to play video games. Được chưa nào? Định đi chơi điện tử. How often does he go? Bạn ấy có thường xuyên đi đến đây không nhỉ? Ở trong câu trả lời bạn ấy đã đưa ra thời điểm chính xác đúng không? He often goes there about once a week. Một lần một tuần. Does he spend a lot of money? Bạn ấy có dành nhiều tiền vào đây không? Thì trong câu trả lời này nó sẽ xuất hiện ở dòng mà bạn Lan hỏi là isn't it expensive? Vậy thì mình sẽ trả lời là gì? No, he doesn't. He doesn't spend much money. How long does he usually stay? Bạn ấy thường ở lại đây bao lâu nào? About an hour. Đúng không nào? He usually stays for about an hour. Why must Nam be careful? Tại sao mà Nam phải cẩn thận nào? Như bạn Lan đã cảnh báo đúng không nào? Because video games can be addictive. What will Nam do later? Nam sẽ làm gì sau đó nhỉ? He will do his homework later. Bạn ấy có nói là bạn ấy sẽ làm bài tập vào tối hôm nay, đúng không nào? Vậy là mình vừa mới hoàn thành xong phần bài tập đầu tiên trong nội dung của phần A này. Chúng ta sẽ sang bài tập thứ 2 nhé. Ở phần bài tập 2 này người ta yêu cầu mình là listen and read. Và trong phần bài đọc này cũng có xuất hiện một vài từ vựng thì cô sẽ cung cấp cho chúng ta. Đầu tiên cô có tính từ dizzy, ok? Dizzy là choáng váng hoặc là hoa mắt. Tiếp theo, social skill. Ok, mình đã học từ skill rồi, là những kỹ năng. Bây giờ social skill thì gọi chung là kỹ năng giao tiếp ha. Cô có từ inventor. Inventor là danh từ, có nghĩa là nhà phát minh. Được chưa nào? Premise, ok, premise là luôn luôn nó ở dạng danh từ số nhiều nha. Nó có nghĩa là nhà cửa, đất đai. Từ industry. Industry là nền công nghiệp. Được chưa nào? Đây là những từ mà sẽ gặp trong phần bài đọc của chúng ta. Dixie, social skill, inventor, premises, industry. Bây giờ mình sẽ đi vào, còn thêm một từ nữa. Từ robbery. Ok, robbery là danh từ, nó mang nghĩa là vụ cướp. Còn nếu cô che cái đoạn đằng sau này, cô chỉ lấy từ rob thôi, nó nghĩa là cướp ha, động từ cướp. Và robber là tên cướp ha, mình bỏ chữ y này đi thì sẽ thành robber, tên cướp. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung của phần bài đọc. Ở phần bài đọc này mình sẽ nắm được nội dung về video game. Người ta sẽ nói về điều gì ở đây, mình sẽ quan sát và nghe nhé. Listen and read. Video games. Millions of young people play video games. Some play them at home. Others play them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of the inventors are as young as 14 or 15. These games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they can become tired or dizzy. Sometimes players spend too much time on their own because they like to play video games so much. One doctor says this is very bad for children. They must take part in activities with others. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing video games. They mustn't forget to do other things too. Rồi, vậy là mình vừa mới nghe bài đọc về video games, sẽ cùng đọc lại và xem nghĩa nó như thế nào nhé. Video games. Millions of young people play video games. Some play them at home.
others play them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of the inventors are as young as 14 or 15. Hàng triệu người trong giới trẻ thì chơi điện tử, đúng không ạ? Chơi chơi điện tử. Một số trong số họ thì chơi ở nhà, số khác thì chơi ở những khu vui chơi. Những nhà phát minh ra game này trở nên rất là giàu có, và một số nhà phát minh thì rất là trẻ, đúng không? Khoảng 14 đến 15 tuổi. These games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they can become tired or dizzy. Sometimes players spend too much time on their own because they like to play video games so much. One doctor says, this is very bad for children. They must take part in activities with others. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing video games. They mustn't forget to do other things too. Ở đoạn sau này người ta nói gì đây? Những cái trò chơi game này thì rất là vui, nhưng mà người chơi thì nên cẩn thận, phải cẩn thận. Chúng không nên dành quá nhiều thời gian vào việc chơi game, bởi vì chúng có thể trở nên mệt mỏi và choáng váng. Những người chơi game ở đây sẽ bị mệt mỏi choáng váng khi chơi quá lâu. Thỉnh thoảng những người chơi game còn dành quá nhiều thời gian của họ bởi vì họ thích chơi game, họ đam mê ha, đam mê chơi game quá mức. Một bác sĩ nói rằng điều này rất là không tốt cho bọn trẻ ha. Chúng có thể tham gia vào những cái hoạt động khác với mọi người. Tất cả trẻ em nên tham gia những cái hoạt động ngoài trời và phát triển cái kỹ năng giao tiếp. Và họ nên chơi cùng với những người mà trong cùng độ tuổi của mình. Trẻ em thì nên dành thời gian, dành một ít thời gian trong cái quỹ thời gian rảnh rỗi của mình để chơi game thôi. Và họ không được phép quên làm những cái việc khác. Có nghĩa là mình phải phân bổ thời gian chơi game cho hợp lý, chứ không phải là tập trung vào chơi không và không làm những cái việc khác, ví dụ như việc học chẳng hạn. Tại vì ngày nay nhiều bạn đã tập trung vào việc chơi game quá nhiều và quên mất việc học, dẫn đến học hành sa sút và có những cái hành động, hành vi không đúng, đúng chưa nào? Bây giờ sau khi đã nắm được nội dung của bài đọc, chúng ta sẽ đi vào phần bài tập như sau. Trong phần bài tập ở đây, mình sẽ được yêu cầu là complete the sentences. Ở đây có tất cả 4 câu thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình và chọn đáp án nhé. Rồi, cô có câu đầu tiên. Many young people. Ở đây mình có 4 động từ ở 4 đáp án. Playing, plays, played and play. Video games. Bây giờ mình xác định chủ ngữ trong câu này là many young people, đúng không nào? Many young people là ngôi thứ 3, số nhiều. Như vậy mình sẽ chọn đáp án nào đây? Ở đây mình sẽ chọn đáp án D, được chưa nào? Play, mình không chia, đúng không? Đây là một sự thật hiển nhiên đang diễn ra ở thế giới hiện tại của mình, cho nên mình sẽ chia thì hiện tại đơn. Câu số 2. Some inventors of video games. Ở đây mình cũng có 4 đáp án ở 4 hình thức của động từ become. A. Become. B. Became. C. Becomes. Và D. Becoming. Bây giờ các em quan sát chủ ngữ của mình ở đây là inventors. Và mình thấy trong bài đọc người ta cũng nhắc đến cái câu này, đúng không nào? Become, mình sẽ chọn đáp án A, đó là đáp án của mình. The doctor thinks, bác sĩ nghĩ gì đây? Mình có 4 đáp án này: more, older, some và on. Children should take part in outdoor activities with their friends. Bác sĩ nghĩ rằng
toàn bộ trẻ em hay là những đứa, một số đứa, hay là từng từ older là lớn tuổi hơn đó ha. Thì mình sẽ chọn đáp án nào trong này? Ở đây trong bài có nhắc đến là all children should play, sorry, should play outdoors, đúng không nào? Như vậy mình sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án D, tất cả trẻ em, được chưa nào? Không có riêng bất kỳ ai hết. Câu số 4, the doctor says you should spend, ở đây bác sĩ khuyên là nên dành thời gian nào trong việc chơi game đây? A, a lot of time, sorry, lots of time, chữ lots các em thêm S ha. B, little time, C, all your time, and D, most of your time. Như vậy ở đây mình được khuyên, bác sĩ khuyên là nên dành một ít thời gian thôi ha. Và thời gian là điều không đếm được, cho nên một ít thời gian mình sẽ chọn đáp án B, little time. Ok. Như vậy là cô vừa mới giúp chúng ta hoàn thành bài tập số 2 trong nội dung của phần A này. Bây giờ mình sẽ sang bài tập số 3. Ở bài tập số 3 mình sẽ phải hoàn thành một bài tóm tắt, một bài đọc với những cái từ gợi ý ở trong khung. Bây giờ cô sẽ giúp các em điền vào đây nhé. Rồi, video can, và đằng sau nó là very useful. Bây giờ chúng ta xác định nè, can là động từ khiếm khuyết, đúng không nào? Và bắt buộc sau nó phải là một động từ nguyên mẫu không trừ, không chia, đúng không nào? Mà mình nhìn qua thì ở trên này rất là nhiều động từ. Tiếp theo đằng sau nó là very useful, là tính từ. Như vậy tính từ phải đi với động từ to be. Và to be không chia thì mình có từ be ở đây. Mình sẽ điền là video can be very useful. Most banks and store. Vậy thì chỗ vị trí số 2 này mình sẽ điền động từ nào? Hầu hết các ngân hàng và các cửa hàng thì đều có camera, đúng không nào? Video cameras là cái quay lại cái màn hình video á. Vậy thì ở đây mình có động từ have là hợp lý nhất, được chưa nào? They protect the premises. Chúng bảo vệ những cái của cải, có nghĩa là ở những ngân hàng và những cửa hàng lớn thì người ta sẽ lắp camera theo dõi, được chưa nào? When there a robbery, mình thấy a robbery ở đây là số ít, cho nên mình sẽ sử dụng to be là is. Khi mà có xảy ra một vụ cướp, đúng không nào? The police can study the video. Thì những cái người công an, cảnh sát có thể nghiên cứu xem lại cái video, cái đoạn ghi hình đó. They can often, ở đây mình thấy lại có từ can. Như vậy sau nó bắt buộc phải là một động từ nguyên mẫu, đúng không nào? Mình xem đoạn sau là gì nhá. The robbers in this way. Chúng có thể làm gì cái the robber ở đây nhỉ? Ở vị trí này mình sẽ điền từ identify. Chúng có thể xác định được những cái tên trộm, tên cướp ở trong cái băng hình đó, được chưa nào? Rồi, mình đến với vị trí điền tiếp theo nha. Videos, ở đây thấy video số nhiều, đúng không nào? Và sau nó là very useful in education. Nó rất là hữu ích trong việc giáo dục. Như vậy ở đây mình phải điền một động từ to be, và còn một động từ to be ở trên này đó là a, đúng không nào? Many schools dump as a teaching as. Nhiều trường sử dụng nó, đúng không nào? Mình có động từ sử dụng là use. Sử dụng nó như là một phương tiện dạy học. Ví dụ như bây giờ chúng ta đã, các trường học thì đã có việc lắp đặt những cái màn chiếu, đúng không nào? Mình có thể xem qua projector, hoặc là những cái màn hình tivi ở những cái trường học thì chúng ta có thể xem những cái bài dạy hay là những cái video bài giảng để tiếp thu bài được dễ hơn. Ở vị trí tiếp theo mình sẽ điền gì đây? You. Ở đây mình thấy có động từ take rồi, đúng không nào? Take university courses at home with the help of a VCR. Vậy thì chỗ này có động từ take là động từ nguyên mẫu rồi, thì chắc chắn trước nó sẽ là một động từ khiếm khuyết, đúng không? Ở đây mình thấy có will và can, thì chúng ta sẽ chọn động từ nào ở vị trí này cho hợp lý đây?
Ở vị trí này chúng ta sẽ sử dụng từ can, nói về một khả năng. Chúng ta có thể tham dự các lớp học đại học ở tại nhà với sự giúp đỡ của việc kết nối với màn hình video, được chưa nào? In the future, ở đây mình thấy là trong tương lai. Vậy thì chỗ này có be là nguyên mẫu rồi thì chắc chắn mình sẽ điền will. They will be even more important in education. Trong tương lai thì những cái video này cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Videos are very important in the music industry. Video thì cũng quan trọng trong cái ngành công nghiệp về âm nhạc, đúng không nào? You can now. Ở đây mình còn từ show và từ buy, đúng không? Mình sẽ chọn đáp án nào ở vị trí này đây? Chúng ta bây giờ có thể mua được những cái đĩa nhạc của ở rất là nhiều nơi trên thế giới, đúng không nào? They play music and show video image at the same time. Vậy là cô vừa mới giúp chúng ta hoàn thành nốt bài tập số 3 trong phần A này. Xin chào tất cả các em. Cô sẽ hướng dẫn các em đến với nội dung của phần B trong bài học số 15 của chương trình tiếng Anh lớp 7 với chủ đề là In the City. Và ở trong chủ đề này mình sẽ nắm được cuộc sống ở thành phố với những thay đổi và những cái sự khác biệt so với nông thôn như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung của phần đầu tiên nhé. Ở phần đầu tiên người ta yêu cầu mình là listen. Và trước khi đi vào nghe bài đọc này thì cô sẽ cung cấp một số từ vựng cho chúng ta. Các em có thể quan sát lên màn hình, cô có từ the rest. The rest ở đây mình sẽ dịch nghĩa là phần hoặc là cái còn lại. Đọc là the rest. Tiếp theo cô có từ little traffic. Little traffic, ở đây từ traffic là danh từ không đếm được cho nên nó sẽ kết hợp với từ little. Little được dùng trong danh từ không đếm được ha. Và các em quan sát lên bức hình này để đoán xem little traffic là gì. Mình thấy ở trên đoạn đường này rất là vắng vẻ và không có, hầu như là không có xe cộ luôn ha. Chỉ có những người đi bộ ở đây thôi. Và từ little traffic ở đây cô muốn giới thiệu đến các em, nó mang nghĩa đó là ít xe cộ. Tiếp theo, busy road. Từ busy thì chúng ta được học rồi, nó là bận rộn, đúng không nào? Nhưng mà busy road mình không dịch nghĩa là con đường bận rộn. Và các em hãy quan sát lên màn hình, chúng ta có thể thấy con đường này rất là nhiều xe cộ, đúng không nào? Rất là đông đúc. Như vậy mình có thể dịch busy road ở đây là đường đông đúc hoặc là một con đường tấp nập, được không nào? Tiếp theo cô có từ awake. Awake là động từ, nó mang nghĩa là thức giấc. Tiếp theo là từ crossed. Cross, các em quan sát lên bức hình, các em có nhìn thấy nhìn xa xa là hai mẹ con người phụ nữ này đang đi qua đường, đúng không nào? Và mình có từ cross là băng qua. Tiếp theo là từ direction. Ok, direction là sự hướng dẫn hoặc là hướng đi. Scare. Scare là động từ, nó nghĩa là sợ hãi. Và cuối cùng là từ get you to. Cô có cụm từ get you to cộng với một danh từ hoặc là một động từ thêm ing, nó mang nghĩa là thích nghi với hoặc là quen với một cái điều gì đó. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung của bài nghe nhé. Các em hãy lắng nghe và thực hành cùng với bạn mình ở đoạn hội thoại sau. Các em có thể quan sát lên màn hình. Cô sẽ cho các em lắng nghe bài nghe này luôn ha. B. In the city. 1. Listen. Then practice with a partner. What do you do in the evening, Hua? I go to the school theater club once a week. The rest of the week I usually stay home. I don't like the city very much. Why don't you like the city? Before I moved here, I lived in a village near Hue. I knew all the people in my neighborhood. Life is different in the city. You can't get to know all your neighbors. There are too many. Yes, I know. The village was quiet and there was only a little traffic. I hate the noise and the busy roads here. So do I. I live near a busy road.
Sometimes the noise keeps me awake at night. I hate crossing the road most. There are bikes, motorbikes, and cars coming from every direction. They really scare me. You will get used to it soon, Juan. Yes, I guess you're right. Rồi, vậy là mình vừa mới lắng nghe đoạn hội thoại. Bây giờ sẽ cùng thực hành và xem hai bạn này nói gì với nhau nhé. What do you do in the evening, Hua? I go to school theater club once a week. The rest of the week I usually stay at home. I don't like the city very much. Why don't you lie in the city? Before I moved here, I live in a village near Huế. I knew all the people in my neighborhood. Life is different in the city. You can't get to know all your neighbors. There are too many. Yes, I know. The village was quiet and there was only a little traffic. I hate the noise and the busy roads here. So do I. I live near a busy road. Sometimes the noise keeps me awake at night. I hate crossing the roads most. There are bikes, motorbikes, and cars coming from every direction. They really scare me. You will get used to it soon. Yes, I guess you are right. Bạn Lan hỏi bạn Hoa ha. À, bạn thường làm gì vào buổi tối vậy Hoa? Mình sẽ đến câu lạc bộ. Ở đây mình dịch là cái câu lạc bộ gọi là kịch ha. Kịch hoặc là câu lạc bộ phim của trường một tuần một lần. Thì phần còn lại trong tuần mình sẽ ở nhà. Bởi vì mình không thích thành phố cho lắm. Tại sao bạn lại không thích cuộc sống ở thành phố? Trước khi mà mình chuyển đến đây thì mình đã từng sống ở một vùng quê gần Huế. Mình biết tất cả mọi người ở trong xóm làng của mình. Cuộc sống thì rất là khác biệt ở thành phố. Bạn không thể nào mà biết được hết tất cả những hàng xóm của mình bởi vì nó quá nhiều. Mình biết điều đấy. Làng quê thì yên tĩnh và có ít xe cộ. Mình ghét tiếng ồn và những con đường tấp nập ở đây. Mình cũng vậy. Mình sống ở gần một con đường đông đúc. Thỉnh thoảng thì tiếng ồn làm cho mình thức giấc vào ban đêm. Mình cũng ghét băng qua đường. Mình ghét nhất là việc băng qua đường. Có quá nhiều xe máy, xe đạp và cả ô tô đi đến từ mọi phía. Chúng thực sự làm mình thấy sợ hãi. Bạn sẽ sớm quen với điều này thôi. Mình đoán là bạn nói đúng. Như vậy là hai bạn này trao đổi với nhau về vấn đề sự khác biệt cuộc sống ở thành phố và nông thôn đúng không nào? Và nói lên những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành một số câu hỏi xung quanh cái nội dung của bài hội thoại này ha. Câu hỏi đầu tiên, what does Hoa do in the evening? Nãy bạn Hoa có nói là buổi tối bạn Hoa thường làm gì nhỉ? She goes to the school theater club once a week. The rest of the week she usually stays at home. Đó là câu trả lời của chúng ta ha. Cô đã dịch nghĩa cho mình phần hội thoại rồi, cho nên các em sẽ chỉ áp dụng vào trả lời những câu hỏi này bằng tiếng Anh thôi ha. Does she like the city? Cô ấy có thích cuộc sống ở thành phố không? Chắc chắn là câu trả lời này sẽ là no, she doesn't. Okay. Where did she live before? Cô ấy đã từng sống ở đâu trước kia? Trước kia có nghĩa là trước khi mà bạn ấy chuyển đến ở thành phố ha. Mình sẽ trả lời như thế nào đây? She before trước ha. Before Hoa hoặc là she live in a village near Huế. Được chưa nào? Why did she like living there? Tại sao mà cô ấy lại thích sống ở đây? Because she knew all the people in her neighborhood. The village were quiet and there was only a little traffic. Đó là lý do ha.
Và câu E cô cũng đã show luôn đáp án cho chúng ta thấy rồi. Why doesn't Hoa like the city? Tại sao Hoa lại không thích cuộc sống ở thành phố này? Because it's noisy and the roads are busy. Bởi vì có nhiều tiếng ồn, đúng không nào? Nó ồn ào và những con đường rất là tấp nập. Câu F. What the Hoa dislike most about the city? Why? Hoa không thích điều gì nhất ở thành phố và tại sao lại như vậy? Câu này mình sẽ trả lời như thế nào đây? She hates crossing the roads most because bike, motorbike and cars come from every direction and they scare her. Ghét nhất là việc băng qua đường, đúng không nào? Bởi vì có nhiều xe cộ đến từ nhiều phía làm cho cô ấy sợ hãi. Đó là phần 1 trong phần B của chúng ta, bài tập số 1 trong phần B. Bây giờ mình sẽ sang bài số 2 nhé. Bài số 2 chúng ta sẽ thực hành với các bạn của mình và trả lời những câu hỏi ở đây. What do you do in the evening? Do you like the city? Why or why not? Do you like the countryside? Why or why not? Cái này là hỏi về bản thân của các em, cho nên câu trả lời sẽ tùy thuộc vào cá nhân của mỗi bạn. Còn cô sẽ gợi ý theo cái nội dung và bản thân của cô trong cái ba câu hỏi này. Đầu tiên, what do you do in the evening? Cô có thể trả lời những cái đáp án như sau. Các em cũng có thể trả lời được nhiều các hoạt động, đúng không nào? I watch TV in the evening. I listen to music in the evening. Or I do my homework in the evening. Ok. Đó là những câu trả lời các em có thể tham khảo. 2. Do you like the city? Why or why not? Bạn có thích thành phố không? Tại sao có và tại sao không? Ví dụ như cô sẽ trả lời câu này là No, I don't. Because it's noisy and the roads are busy. Ví dụ là như vậy. Cuộc sống ở thành phố ồn ào lắm và con đường lúc nào thì cũng tấp nập cả. Do you like the countryside? Why not? Hoặc là bạn có thích ở nông thôn hay không? Tại sao? Thì cô cũng trả lời là yes, I do. Bởi vì câu trên đã không thích sống ở thành phố thì đương nhiên là cũng sẽ phải chọn một nơi thích, đó là ở nông thôn chẳng hạn. Because it's quiet and there is a little traffic. Ở đây thì là câu hỏi thuộc về cá nhân, cho nên các em có thể tùy chọn câu hỏi yes hay no cho mình để hỏi về trả lời cùng với các bạn của mình cho đúng nhé. Mình sẽ sang bài tập tiếp theo. Trước khi đi vào bài đọc ở phần 3 này, cô sẽ cung cấp một số từ vựng cho chúng ta ha. Đầu tiên là từ cost. Từ cost này nó mang nghĩa là chi tiêu hoặc là tốn kém. Cô nhớ là chúng ta đã được học từ này trong chương trình lớp 6 rồi. Trong việc hỏi giá cả, mình cũng có thể sử dụng từ cost để hỏi giá tiền, đúng không? Thì trong bài học này, từ cost mình dịch nghĩa là chi tiêu hoặc là tốn kém nhé. Tiếp theo, socialize. Socialize là động từ. Hôm bài học trước mình có được học từ social skill, đúng không nào? Thì từ social đó là tính từ, còn bây giờ mình sẽ học từ socialize. Socialize đó là gặp gỡ hoặc là giao tiếp. Regularly là một trạng từ, nó muốn thể hiện độ thường xuyên. Ngoài những cái trạng từ như là always hoặc là usually, often mình được học, thì ở đây có thêm trạng từ regularly, nó mang nghĩa là thường xuyên. Rồi, trái ngược với regularly là rarely. Rarely là ít khi hoặc là hiếm khi, gần như là không. Nó hai từ này trái ngược nghĩa với nhau ha. Cô có từ public library là thư viện công cộng. Ở thư viện công cộng là nơi mà không bắt buộc là nó phải ở trong một cái ngôi trường nào cả, mà nó là một cái thư viện chung, ai cũng có thể đến đây để tham khảo, tra cứu và đọc sách. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với bài đọc. Và đây là bài đọc kể về cái
việc mà bạn Hoa và bạn Lan đã thích nghi, bạn Hoa đã thích nghi với cuộc sống ở đây hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần bài đọc này nhé. 3. Read. Len was right. Hoa soon got used to the busy city traffic. She could cross the road and she wasn't scared. Then her uncle bought her a bike. She began to go out more often in the evening. Usually she visited her friends. They talked and listened to music or helped each other with their homework. Sometimes they played table tennis together. Len also taught Hua to play chess. She liked playing chess very much. Hua rarely went to see movies or ate out in the evening. Everything was far too expensive. She preferred to socialize with her friends. She enjoyed it and it cost nothing. Then one day, Lan and Hua went to the public library. Hua liked to read. There wasn't a library in her village, so she couldn't read many books. The public library in the city had thousands of books, and Hua began to borrow books regularly. She decided that the city wasn't so bad after all. Vậy là mình vừa mới lắng nghe bài đọc đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng dịch lại nghĩa của bài đọc này nhé. Rồi, ở đoạn đầu tiên, người ta nói gì đây? Lan đã đúng, ha. Lan was right, Lan đã đúng. Hoa thì đã sớm quen với cái tình hình giao thông tấp nập ở thành phố. Cô ấy đã có thể băng qua những con đường và cô ấy đã không còn sợ hãi nữa rồi. Sau đó thì chú của Hoa đã mua cho cô ấy một chiếc xe đạp và cô ấy bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, thường xuyên hơn vào buổi tối. Thông thường thì cô ấy sẽ đi thăm bạn bè của mình. Họ nói chuyện với nhau và lắng nghe nhạc hoặc là giúp đỡ những người khác làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng họ chơi bóng bàn cùng với nhau và Lan cũng đã dạy cho Hoa cách chơi cờ. Và cô ấy rất là thích chơi cờ. Hoa thì hiếm khi đi xem phim hoặc là đi ăn tối ở bên ngoài. Mọi thứ thì quá là đắt đỏ. Và cô ấy thích giao tiếp với bạn bè của mình hơn. Cô ấy đã hưởng thụ, đã thích thú với cái việc đó. Và nó thì chẳng tốn kém gì cả. Vào một ngày thì Lan và Hoa đã đi đến thư viện cộng cộng, ha, thư viện của cộng đồng á. Hoa rất là thích đọc sách và không có một cái thư viện nào ở làng quê của cô ấy cả, vì vậy cô ấy không thể đọc nhiều sách được. Thư viện ở đây, ở thành phố thì có hàng ngàn quyển sách và Hoa bắt đầu mượn những cuốn sách thường xuyên hơn. Và cô ấy quyết định là cô ấy quyết định nhận ra rằng á, là cái thành phố thì không có phải là cái gì cũng tệ cả ha. Đây là nội dung của bài đọc. Bây giờ sau khi mà đọc bài rồi, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ trong bài đọc. Đó là gì? Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple present tense. Chúng ta sẽ lên một cái danh sách về những cái việc mà Hoa làm vào buổi tối. Chúng ta sẽ được yêu cầu là sử dụng những cái thì hiện tại đơn. Như vậy, ở cái đoạn văn đó kể ra những công việc của Hoa làm buổi tối thì cô sẽ giúp các em liệt kê ra trên màn hình như sau. Rồi, number one, she visits friends. They listen to music and talk. She does her homework with her friends. She plays table tennis and play chess with her friends. She socializes with her friend, and she goes to library and borrows books. Đây là những hoạt động của Hoa. Vậy là cô vừa mới giúp chúng ta làm xong bài tập số 3. Bây giờ mình sẽ sang phần bài tập cuối cùng, bài tập số 4. Ở bài tập số 4, người ta yêu cầu mình là listen, match its name to an activity. Ở đây là có 6 bạn, đúng không nào? Ba Hoa, Nga, Nam và Lan An.
cùng với 6 hoạt động nhưng chúng ta có thể quan sát trên màn hình. Đầu tiên đó là cái bàn cờ, đúng không nào? Vậy thì bàn cờ cho mình biết đây chính là hoạt động play chess, chơi cờ. Tiếp theo là hình ảnh của cái bàn đánh bóng bàn cùng với hai cái vợt bóng bàn. Mình đã biết chơi bóng bàn là play table tennis. Hình ảnh C này là tập hợp những cái đĩa CD. Ha? Đĩa CD thì cũng có thể là mình sẽ nghe được là phần listen to music. Ha? Listen to the CD room. D, mình thấy chữ movie theater là biết là rạp chiếu phim rồi ha. E, E ở đây là một trận trận bóng đá ha. Có thể là trận bóng đá. Đây là xem bóng đá qua TV á. Và F là restaurant, có thể là đi ăn tối ở ngoài. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta nghe và trong quá trình nghe thì mình sẽ check luôn đáp án ha. Các em hãy theo dõi lên màn hình và lắng nghe thật kỹ nhé. Rồi, listen. Listen. Match each name to an activity. Yesterday evening, Bob played table tennis. Yeah, saw a movie. Lan went to a restaurant. Hua played chess. Nam listened to CDs. N watched a soccer match. Vậy là mình vừa mới nghe và hoàn thành được bài số 4. Không quá khó đúng không nào? Người ta đọc rất là rõ ràng và riêng lẻ từng câu. Như vậy mình thấy Hoa đã chơi cờ vào buổi tối hôm qua đúng không nào? Hoa played chess. Ba played table tennis. Nam listened to the CD. Nga went to see a movie. An watched football match and Lan went to the restaurants. Như vậy là cô vừa mới giúp chúng ta học xong phần B của bài học số 15 trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Xin chào tất cả các em. Trong video này cô sẽ hướng dẫn đến các em nội dung của phần grammar, phần ngữ pháp của bài học số 15 trong chương trình tiếng Anh lớp 7 nhé. Và ở phần đầu tiên này chúng ta sẽ đến với phần động từ spend và động từ waste. Trong bài học của mình gặp từ spend, thì từ spend này có nghĩa là sử dụng hoặc là tiêu dùng hoặc là tiêu thụ. Nó thông thường sẽ sử dụng với spend money là sử dụng tiền, hay là spend time là dành thời gian vào việc gì đó. Thì từ spend này nó luôn mang nghĩa theo nghĩa là tích cực ha, mình dành vào cái việc gì đó. Và trái với nó thì mang nghĩa tiêu cực một chút thì người ta sử dụng từ waste. Nó mang nghĩa là phung phí hoặc là lãng phí. Ví dụ như là lãng phí nước hay là lãng phí tiền bạc, ha? Lãng phí thời gian chẳng hạn. Và hai từ này mặc dù nghĩa của nó hơi trái nhau một chút về cái sắc thái là tiêu cực, một mặt là tiêu cực mà tích cực, thì chúng lại có chung một công thức. Mình sử dụng từ spend hoặc là từ waste, sau đó mình có thể cộng với một cụm từ chỉ thời gian, hoặc là mình sử dụng tiền bạc, và sau đó sẽ là động từ thêm ing. Cô ví dụ dành tiền để mua một cái gì đó, đúng không nào? Spend money buying a new bike. Dành tiền để mua một cái xe đạp mới ha. Hay là lãng phí nước trong việc làm gì đó ha. Thì mình có thể sử dụng công thức này. Cô có ví dụ cụ thể hơn. Every day he spends an hour studying English. Mỗi ngày thì anh ấy đều dành một tiếng để học tiếng Anh. Đây là một việc rất là tốt, nếu mình sử dụng từ waste. Sử dụng từ spends. This boy wastes much of his money playing games. Các em sẽ đọc vào câu này và thấy nó tiêu cực liền nè. Cậu con trai này phung phí rất là nhiều tiền trong việc chơi game, đúng không nào? Ở đây người ta muốn nhấn mạnh về độ lãng phí ha, một cái việc không tốt. Tiếp theo, ở từ spend và từ waste, người ta cộng với cụm từ chỉ thời gian hoặc là cộng với cụm từ thể hiện tiền bạc.
Sau nó mình sẽ sử dụng một giới từ, đó là giới từ on, và cộng với danh từ ha. Something ở đây có thể thay thế là một danh từ. Bây giờ các em hãy quan sát lên ví dụ này nhé. He wasted much time on games. Ở đây người ta sẽ không sử dụng động từ thêm ing giống như ở trên này nữa, mà người ta sử dụng on cộng với một noun. Dành quá nhiều thời gian, lãng phí quá nhiều thời gian trong việc chơi game. Mình cũng hiểu nghĩa như vậy. Hay là she spent a lot of money on clothes. Cô ấy dành rất là nhiều tiền cho việc mua quần áo. Được chưa nào? Vậy là mình đã nắm được cách sử dụng từ spend và từ waste. Sở dĩ cô hướng dẫn phần này cho chúng ta bởi vì trong bài học của mình có xuất hiện từ spend. Và để giúp các em nắm rõ và rộng kiến thức này hơn thì cô đã kết hợp nó với việc sử dụng thêm từ waste. Tiếp theo mình đến với cấu trúc be you to hoặc là get you to. Chúng ta đã được học trong phần từ vựng là từ be used to, nó mang nghĩa là thích nghi với. Thì ngoài việc sử dụng từ be used to, người ta có thể sử dụng với get. Get used to và be used to được dùng để diễn tả sự quen thuộc, sự thích nghi rồi. Và sau nó thường là một danh từ hoặc là một danh động từ, có nghĩa là từ thêm ing ha. Các em hãy quan sát lên ví dụ này. He is a farmer. He gets used to working in the sun. Ông ấy là một nông dân và ông ấy đã quen với việc là làm việc dưới trời nắng rồi. Như vậy ở đây cô sử dụng get you to cộng với verb in. Được chưa nào? Các em đừng nhầm lẫn với từ you to mà mình sẽ học sau này. Nếu you to đứng một mình, nó sẽ không mang nghĩa là quen với ha, mà nó mang nghĩa là đã từng làm điều gì đó. Thì ở đây mình chưa có nghiên cứu sâu vào vấn đề này, cô chỉ giới thiệu cho em xoay quanh phần be hoặc là get you to thôi. Hãy quan sát tiếp ví dụ của cô. She used to riding in busy streets. Cô ấy cũng quen với việc là đạp xe hay là di chuyển ở những cái đường mà tấp nập, đường đông đúc rồi. Hoặc là cô có will he get due to hot weather in the country. Anh ấy sẽ quen với cái thời tiết nóng ở thành đất nước này chứ. Hay là cô có từ the boy isn't used to the new life in the city. Cậu con trai này thì không quen với cái cuộc sống mới ở thành phố này. Thì các em có thể quan sát lên bốn ví dụ này và chúng ta có thể thấy nè, ở đây mình sử dụng ở thì hiện tại đơn hoặc là thì tương lai đơn ha. Thì cấu trúc đó nó sẽ phụ thuộc vào việc chia động từ ở từ get hoặc là to be ha, chứ nó không đả động gì đến từ you to đằng sau hết, các em nhớ nhé. Mình đến với điểm ngữ pháp thứ ba, đó là những công thức của động từ. Thứ nhất, động từ cộng với động từ nguyên thể có to. Các em quan sát lên màn hình nhé. You can't get to know all your neighbors. Hoặc là she rarely goes to see movie. Đối với những động từ này, theo sau nó là một động từ thêm to, một động từ nguyên mẫu có to, mình mang nghĩa là với mục đích để làm gì đó. Cô bạn không thể nào biết được hết những cái người hàng xóm của mình, hay là cô ấy rất là hiếm khi được đi đến đi xem phim. Thì ở đây là cấu trúc thuộc về quy luật có sẵn của nó như vậy rồi, nên là bắt buộc mình phải ghi nhớ và học thuộc. Nó không có một cái nguyên tắc nào để ghi nhớ cả. Trường hợp thứ hai, đó là những động từ kết hợp với một tân ngữ và sau nó lại là một động từ nguyên mẫu có to. Ví dụ như là từ want mình đã được học rồi. Hay là từ expect như ở ví dụ của cô. My parents wanted me to be an engineer. Muốn ai đó trở thành như thế nào, muốn ai đó làm gì. Hay là the teacher expect his student to study hard for the exam. Đối với động từ expect là mong đợi. Mong đợi ai đó làm gì ha?
Trường hợp C đó là động từ kết hợp với những động từ thêm ing thì mình đã gặp rất là nhiều. Và trong phần bài học của chúng ta có từ hey, từ lies. Còn những từ mà cô cho các em quan sát trên này là những từ mà xét trong trường hợp này mình ít chưa có gặp tới trong chương trình lớp 7 của mình. Từ enjoy có thể các em học rồi ha. Enjoy, like, finish, practice, hey, consider, avoid, mind. Còn rất là nhiều những tính động từ trong trường hợp này, nhưng mà học đến đâu thì mình sẽ ghi nhớ thêm được đến đó. Ví dụ I enjoy reading books very much, hay là he practices speaking English. Thì các em hãy học thuộc những cái động từ ở trong ba trường hợp này. Và trong bài học của mình có gặp một số ít trường hợp thì hãy ghi nhớ luôn các động từ đấy. Và những cái công thức này sẽ còn gặp lại ở những lớp trên, cho nên các em hãy nắm vững trước kiến thức và học thuộc ngay từ bây giờ nhé. Vậy là cô vừa mới giới thiệu xong cho chúng ta nội dung của phần ngữ pháp bài số 15 trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các em ở những video. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.